các nhà khoa học Đức đã sử dụng chính ACE2, loại protein được biết đến như cổng vào của virus SARS-CoV-2, để tạo ra một loại thuốc hứa hẹn ngăn chặn sự lây nhiễm của mọi biến chủng SARS-CoV-2 hiện tại và tương lai. Tiến sĩ Ulrich Brosser và nhóm cộng sự của Viện Virus Học của Đại học Kỹ thuật Munich Đức đã phát triển một loại protein có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 và các biến thể của nó một cách đáng tin cậy trong các thử nghiệm nuôi cấy tế bào. Tóm lược nghiên cứu, từ Medical Express cho hay họ đã sử dụng chính protein angiotensin converting enzyme 2, tức ACE2, trên bề mặt tế bào người cho nghiên cứu. Thụ thể, ACE2 từ lâu đã được biết đến như cổng xâm nhập của virus SARS-CoV-2 là nơi mà protein đột biến của virus tìm được chỗ nương nấu để cuối cùng lây nhiễm vào tế bào tiến sĩ foster cho biết cả vaccine và thuốc kháng thể đều có cùng một vấn đề đó là virus có thể trốn tránh chúng một chút sau mỗi lần đột biến thành công dẫn đến các biến thể thoát miễn dịch như chúng ta đã biết, tác động mong chờ nhất đối với vaccine và thuốc điều trị COVID-19 bây giờ vẫn là ngăn chặn bệnh nặng và tử vong, bởi virus SARS-CoV-2 vẫn có thể gây ra các ca nhiễm trùng đột phá, tức nhiễm trùng xuyên miễn dịch ở người đã tiêm chủng. Vì vậy, họ chọn một cách tiếp cận khác là chặn đứng cổng vào để virus không liên kết với ACE2 và tìm đường vào tế bào được nữa. Giáo sư Johannes Berner từ khoa hóa học Đại học Kỹ thuật Munich, đồng tác giả cho biết, vì virus cần tiếp cận tối ưu với protein ACE2 để tồn tại, nên virus không thể trốn tránh loại thuốc dựa trên chính xác protein này. Loại thuốc mới mang tên FIB207 đã thành công trong thử nghiệm tại phòng thí nghiệm với virus SARS-CoV-2 gốc và một số biến chủng mang những đột biến trốn miễn dịch như alpha, beta và delta và đang bắt đầu thử nghiệm với Omicron. Nhóm tác giả cũng đang gấp rút chuẩn bị để tiến tới thử nghiệm lâm sàng và kỳ vọng loại thuốc này sẽ cung cấp sự bảo vệ bổ sung cho những đối tượng nguy cơ đã được tiêm chủng cũng như cung cấp cho người từng mắc COVID-19 để ngăn ngừa sự tái nhiễm khi xuất hiện các biến chủng mới. Thông tin công bố vừa đăng tải trên Antiviral Research cho rằng việc loại thuốc nhắm vào cổng vào ACE2 giúp đảm bảo cho sự hiệu quả của thuốc cho dù SARS-CoV-2 có tiếp tục biến đổi và tạo thêm các chủng mới.